Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Trời, chúng con cảm ơn Ngài. Ngài đứng sống, Ngài đứng sống. Trong cái lúc đứng ở phía dưới này, lòng tôi bỗng nhiên được Chúa thúc giục làm một điều. Nếu như bạn đứng tại đây, bạn bị nói lắp hoặc là bạn bị tắt nói về ngôn ngữ của mình, nói ngọng, có thể bạn bởi nói ngọng, nhưng có thể ngôn ngữ nói ngọng của bạn nó đến từ bộ não đang bị thương tổn. Tôi muốn cầu nguyện đặc biệt. Bạn đứng tại chỗ, không cần phải lên phía trên này đâu. Đứng tại chỗ của bạn, nếu bạn bị nói lắp, bạn bị nói ngọng, và nói ngọng của bạn và nói lắp đó nó đến bắt nguồn từ tâm trí của bạn bị hỗn loạn, bạn bị một sự thương tổn nào trong tâm trí, trong bộ não, bạn cần nhận phép lạ. Đứng tại chỗ của bạn, một cánh tay phải bạn giơ cao và tay trái của bạn đưa vào miệng của mình, đặt vòng hai miệng, hai cái môi miệng của bạn. Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn. Chào con, là người dân tộc Ede đang truyền giảng tại Tây Nguyên. Con đặt câu hỏi với mục sư là: mục sư ơi, con bị nói lắp nặng, làm sao để có thể thay đổi được? Nếu con xem chương trình truyền hình này, mục sư gửi tới con vẫn ngay bây giờ tại cái nơi con đang ngồi. Mục sư cùng cầu nguyện với những con người tại đây và với con nữa. Con hứa với Chúa dâng cuộc đời con cho Ngài để truyền giảng cho dân tộc Ede, cho dân tộc ít người. Hẹn gặp con tại nơi đó. Mục sư rất muốn tới nơi mà con đang làm việc, và ngay bây giờ đây con sẽ cầu nguyện cho con cùng những con người tại đây. Hãy đặt tay của mình lên miệng của con, và bàn tay phải của con giơ cao tay lên. Con sẽ thấy phép lạ của Đức Chúa Trời trên đời sống của con. Miệng của con sẽ có lửa, và bắt đầu từ ngày hôm nay, chức vụ của cuộc sống của con hoàn toàn khác. Và hãy nhớ, mỗi một lần ai khen con là người giảng tốt, hãy nói rằng tôi đã từng là kẻ nói lắp, không dặn ra thứ tiếng nào hết. Mọi phép lạ và vinh hiển thuộc về Chúa Giêsu, không phải con. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu Christ, con cầu nguyện cho hết thảy những kẻ bị tật nguyền, như con là kẻ như vậy đã từng được Chúa giải phóng. Ngay bây giờ đây, phép lạ vì cớ vinh hiển của danh Ngài. Có ai nói lắp, giảng tin lành mà vinh hiển bằng Chúa chữa lành cho họ? Chúa ơi, vì cớ danh của Ngài, hãy chữa lành cho họ giây phút này. Lửa của Chúa thiêu cháy trên thân thể của họ và môi miệng. Chúng con dâng lưỡi của chúng con và miệng chúng con cho uy quyền lửa của Thánh Linh, hãy nhúng ngập nó vào sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúa ơi, những ai tâm trí và bộ não, não trái của người đó cần phép lạ để chữa lành ngôn ngữ, hãy làm phép lạ trên não trái của con người đó, phép lạ trong danh Giêsu Christ. Sự chữa lành, sự chữa lành trên não trái, sự chữa lành trên não trái, phép lạ trên não trái để ngôn ngữ được thông suốt trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúng con hứa với Ngài, mọi vinh hiển, mọi sự tạ ơn chúng con quy thuộc vào một mình Ngài mà thôi. Ngàn người, ngàn kẻ cả lâm sẽ rao giảng danh của Ngài và làm chứng về điều ngày hôm nay Chúa làm cho họ. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mời anh chị em ngồi trong sự bình an của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Ban Tôn Vinh. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúa thật là tuyệt vời. Tôi nhớ cái ngày mà tôi nói cả lâm 2 năm trời khi làm mục sư. Tôi đi giảng tin lành mà bị nói lắp. Mà cái oai oăm nói lắp của tôi không thể phát âm được chữ rờ. Mà chữ rờ đó lại là chữ cái đầu tiên của Giêsu Chúa tôi. Tôi không thể phát âm được thật tròn cái chữ Giêsu đó. Tôi đã cố gắng hết sức của mình, mỗi một lần gần tới chữ mà có âm rờ đó, tôi phải nói chậm lại để mà phát âm từ trong lòng trước. Tôi cố gắng trong bài giảng của tôi tìm cái chữ nào để thay từ rờ. Nhưng Giêsu không có từ nào khác để thay cho Ngài được. Và mỗi một lần như vậy, thật khốn nạn. Tôi giảng, và nhiều người trong hội thánh họ nghe lời Chúa chăm chú.
Đàn ông nghe lời Chúa bằng lý trí. Họ ngồi như vậy, tình cảm của họ có thể gác sang bên, họ nghe bằng lý trí. Còn đàn bà đó, họ nghe cả bằng lý trí và cả bằng tình cảm nữa. Thật ra khi mặt tôi nhăn nhó, họ ở dưới cũng nhăn nhó. Khi tôi đi góc này, họ cũng nhìn vào tôi. Và tới khi tôi nói lắp, thì ở dưới họ cũng nói lắp. Mỗi lần tôi nói, có một số bà ở dưới cứ... Tôi nhìn thấy họ và biết rằng mình y như vậy đó. Mỗi một lần như vậy về, Chúa ơi, hãy chữa lành cho con. Chúa ơi, hãy chữa lành cho con. Một kẻ nói lắp, giảng về danh của Ngài có tốt được băng, lưỡi của con được thông thả không? Cả hội thánh họ biết sự đau khổ của tôi. Các bà cầu nguyện nhiều lắm. Chúa ơi, chữa lành cho mục sư của chúng con khỏi nói lắp. Từ năm 94 cho tới đầu năm 97, cũng vào tầm này của năm 97, 17 năm trước đây, 17 năm trước, vào tháng 1, tầm tháng 2, tôi thấy hoàn toàn lưỡi được thong thả. Chúa là đấng làm được mọi sự. Ngài tạo dựng ra cái lưỡi của bạn, chả nhẽ Ngài không làm cho thẳng lưỡi ra hay sao? Ngài tạo dựng ra mắt của bạn, chả nhẽ Ngài không làm cho mắt của bạn nhìn rõ hơn sao? Ngài tạo dựng ra đôi chân của bạn để không còn run rẩy nữa. Hỡi con cái Đức Chúa Trời, hãy trông cậy vào Ngài nhiều hơn. Có nhiều người nói với tôi rằng, đọc những bài viết của mục sư trên Facebook, nghe những bài giảng đó, mục sư kể như chuyện cổ tích vậy. Tôi bảo đúng. Hồi nhỏ tôi đã từng mơ gặp những con người mà làm lên lịch sử. Tôi đã từng mơ rằng gặp những vị thần để giúp tôi thay đổi. Nhưng nó chỉ là giấc mơ, và khi tỉnh dậy, tôi vẫn là con người như vậy. Nhưng bạn ơi, rồi có một lần, 22 năm về trước, một cậu thanh niên dường như không còn mơ mộng nữa. Đời đã đánh nó, vật vã nó từ góc này sang góc kia. Nhưng nó đã gặp một đấng mà không phải bước ra từ chuyện cổ tích, không phải bước ra từ quả thị, mà Ngài thực sự bước từ trời xuống thế gian này. Ngài đi theo cuộc đời của nó, gõ lòng của nó bao nhiêu năm trời. Đấng đó không phải là cô Tâm, đấng đó không phải là ông Bụt từ dưới giếng hiện ra, mà đấng đó từ trời. Ngài có tên là Giê-xu. Ngài không phải bước ra từ truyền thuyết. Thánh kinh của tôi vào bàn không có chữ ngày xưa, ngày xưa, mà thánh kinh của tôi nói rằng một sự khẳng định ban đầu có ngồi lại. Có một người dạy toán tại Vinithousen nói với tôi rằng, mục sư ơi, nếu tôi, hôm đó tôi ngồi trên chiếc xe của người chăn bày tại Vinithousen chở tôi cùng với chị đến thăm anh chồng bị tai nạn ô tô. Chị ngồi sau xe, tôi ngồi ghế phụ, người lái xe chăn bày tại đó chở. Chị nói với tôi rằng, mục sư ơi, giá chi mà tôi không phải là người dạy toán thì tôi dễ tin Chúa hơn. Nhưng vì tôi dạy toán cho nên tôi khó tin Chúa lắm, mục sư. Tôi quay trở lại nói, chị là dạy toán à? Bảo vâng, tôi dạy toán. Tôi nói rằng, chị ơi, những người học toán học đó và dạy môn toán học đó, họ lại là những người có đức tin lớn hơn nhiều những kẻ khác. Chị giật mình nói rằng, mục sư nói sao? Người dạy toán mà lại đức tin dễ hơn người khác à? Tôi bảo hoàn toàn chính xác. Chị bảo, mục sư chứng minh cho tôi đi. Tôi nói rằng, chị ạ, trong toán học được xây dựng trên một loạt các tiên đề. Mà tiên đề thì không thể chứng minh được. Tiên đề không cần phải chứng minh. Hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, đó là tiên đề. 1+1=2, đó là tiên đề. Hỡi những người làm toán học, kể cả giáo sư trẻ nhất Việt Nam, đã lúc hãy đến với Chúa Giê-xu và tin nhận Ngài. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Và khi ngồi uống cà phê đợi đến thời gian vào thăm chồng chị đã nói rằng, lời của mục sư đã khiến tôi muốn tiếp nhận Giê-xu là cứu Chúa đời sống của mình. Chị đã tin Chúa Giê-xu. Bạn ơi, Chúa không cần phải chứng minh hơn khoa học
Ngài là đấng tạo ra cả quy luật tự nhiên và cả quy luật siêu nhiên. Nếu bạn tin vào quy luật nào thì bạn được hưởng tất cả mọi tác dụng tốt đẹp của quy luật đó. Tôi và bạn vừa tự nhiên vừa tin vào những phép lạ của Ngài. Amen. Amen anh chị em. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Xin lỗi ban kỹ thuật, hôm nay đề tài bị chuyển rồi. Những câu kinh thánh đó con có thể giở sách Roma đoạn 1. Chắc là vì ai đó tại đây và vì ai đó sẽ xem bài giảng ngày hôm nay mà chủ đề bị chuyển. Xin Chúa ban phước cho mỗi chúng ta. Khi bắt đầu vào buổi nhóm, đứng ở dưới trong khi tôn vinh hát, tôi rất là nặng trong lòng. Không hiểu vì sao nặng, sự nặng nề đã bất chợt ập tới. Tôi biết là có ai đó cần sứ điệp ngày hôm nay. Bạn ngồi tại đây cần sứ điệp ngày hôm nay. Con ngựa không thay đổi cuộc đời của bạn. Con ngựa nó chỉ để tạo ra cho bạn cưỡi, hoặc là kéo xe, hoặc kéo cày. Con ngựa không dẫn được bạn tới đâu hết. Chúa là đấng dẫn dắt bạn. Bạn phải cưỡi ngựa, còn Chúa dẫn dắt bạn. Bạn cần phải điều khiển ngựa, còn Chúa dẫn dắt bạn. Bạn hướng dẫn ngựa, Chúa hướng dẫn bạn. Con ngựa không phải là chủ của tôi và bạn. Amen. Sách Roma đoạn 1, từ câu số 18 cho đến câu số 23. Lời Chúa nói như sau này: và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được. Hãy nhắc lại cùng tôi: mắt không thấy được. Bạn ơi, có rất nhiều điều trong cuộc sống này mắt bạn không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại trong cuộc sống này. Bao nhiêu những làn sóng vô tuyến điện và phim đang phát ra trong không trung. Bạn chỉ cần có cái parabol, có cái vô tuyến hoặc cái anten, bạn có thể bắt được những bộ phim và chương trình thời sự đó. Lời Chúa nói rằng bởi sự trọn lành của Ngài mà mắt thường chúng ta không thấy được. Tâm trí của tôi, sự hiểu biết của tôi không ai đo được bao nhiêu km sự khôn ngoan. Tình yêu của vợ tôi với hai đứa con, tình yêu của bố mẹ tôi đối với tôi dịp Tết vừa rồi, chẳng ai cân được bao nhiêu kg tấn tạ yến. Nhưng bạn có thể biết được tình yêu qua việc làm của nó. Bạn có thể biết được sự khôn ngoan qua lời nói, qua sự giải quyết vấn đề. Bạn biết được gió mạnh hay gió yếu qua tác động của gió trên lá cây. Và bạn có thể biết được về Chúa của tôi qua những việc làm của Ngài trên đời sống của những kẻ tin nhận Ngài. Amen. Lời Chúa nói rằng bởi những sự trọn lành của Ngài mà mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tính của Ngài. Lòng một con người tốt, lòng đạo đức không cân, không đo, không dò được. Nhưng qua việc làm biết được người tốt hay người xấu. Chúa nói rằng bởi trái mà biết được cây, nếm trái chua thì biết được cây táo mọc ở sân đình dành cho thị mầu. Nếu như bạn nếm trái ngọt, bạn biết được cây táo đó là cây táo ngọt. Nhìn trái biết cây, nếm được việc làm của người khác, biết được con người đó như thế nào. Amen. Lời Chúa nói bởi sự trọn lành của Đức Chúa Trời mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tính của Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Bạn ơi, mỗi một lần nằm trên bãi cỏ cùng đám bạn, ngửa mặt đếm sao, ô thần nông kìa, ô gấu lớn kìa, ô gấu nhỏ kìa, ô sao mai kìa, ô sao bắt đầu kìa, và mỗi một người đã từng được nghe ai đó hỏi: ồ sao trời nhiều sao thế nhỉ, ai tạo dựng ra chúng? Bạn đều trả lời một câu rất đơn giản, mà câu đó mẹ bạn đã trả lời thay cho bạn: trời làm, ông trời làm. Chúa nói từ buổi sáng thế khi bạn đẻ ra, tất cả những việc Ngài làm đã có trước rồi, để mà bạn ngắm nó, để mà bạn nhìn nó và tự đặt câu hỏi: nó từ đâu mà ra? Amen. Năm bức tranh mà vừa rồi bán đấu giá, nhiều người ở trong căn phòng này tranh nhau tuần trước, họ lại còn mua đằng sau lưng của thị trường chứng khoán nữa. Bạn biết vì sao?
mà lại giá đắt như vậy không? Hay là nghề này nó không phải tự nhiên có? Nhìn bức tranh của họa sĩ, bạn hiểu sao mà đẹp thế này nhỉ? Người ta nói rằng tự nhiên có. Xin lỗi, nếu mà tự nhiên có thì bức tranh nó sẽ có giá chung, là giá mà tự nhiên cầm lấy. Nhưng vì nó có chú, nó có người tạo ra, từ ý tưởng, từ bàn tay khéo léo vẽ ra, cho nên kẻ mà họa sĩ kém thì giá tranh kém, kẻ mà bán chữ nho dở, người ta không đến mua chữ nho. Nhìn vào bức tranh biết được họa sĩ, nhìn vào bức tranh cả thế giới này, vũ trụ, khi người ta xem xét công việc của ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Hãy nhắc lại, họ không thể chữa mình được. Thật là bất công khi bất cứ một ai khổ đều kêu ôi rồi ơi, nhưng mà khi bạn cảm ơn thì lại cảm ơn ông thổ địa. Mọi người hiểu không ạ? Khổ kêu ôi rồi ơi, ôi rồi ơi, nên người ta dắm vào chân cũng ôi rồi ơi, sướng quá cũng kêu ôi rồi ơi. Thế mà cảm ơn lại cảm ơn khác. Bởi vậy cho nên họ không thể chữa mình được. Bạn lên trước tòa án của Chúa, bạn nói Chúa ơi, con không biết ngài, thành ra là con không tin ngài được. Chúa nói rằng ta đưa cho ngươi âm thanh này, ta thâu lại này. Chúa thâu lại âm thanh cho bạn bao nhiêu chục ngàn lần trong cuộc đời của bạn kêu ối rồi ôi. Tại sao ngươi kêu ối rồi ôi mà ngươi lại không tin vào trời? Đọc tiếp câu sau. Vì họ giấu biết Đức Chúa Trời. Lắng nghe, giấu biết Đức Chúa Trời. Không người Việt Nam nào chối được nhá. Không người Việt Nam nào chối được đâu nhá. Tất cả đều biết có ông trời. Tiếng Đức liên quan tới bán hàng không có từ móm. Tiếng Nga liên quan tới bán hàng không có từ âm, móm hay là đuổi. Nhưng mà bất cứ dân tộc nào đều có trong ngôn ngữ từ trời ơi. Họ biết Đức Chúa Trời, cho nên họ không thể chối mình được. Vì sao? Mà không làm sáng danh ngài là Đức Chúa Trời, không tạ ơn ngài nữa. Anh chị em tưởng tượng Danny, Jamie, con tôi bỗng nhiên nó đứng trước một đám đông người, nói rằng là các bác, các cô, các chú ơi, cháu tự nhiên có, cháu tự nhiên chui ở trong đống đá ra có, chứ chả có ông hùng bà tiên nào hết đấy. Chúng nó biết có bố mẹ mà không hề đến cảm ơn, không hề có hiếu, thì chúng nó sẽ bị trừng phạt. Mọi người hiểu không? Con người chúng ta biết có ông trời, từ ông trời ra. Người ta nói rằng về chầu trời đấy, chết đó, nói rằng về chầu trời đấy. Người ta nói rằng của thiên địa ăn cắp mất. Thế mà không hề có ai đến cảm ơn ông trời, toàn xin thôi, cảm tạ thì không, và không làm sáng danh ngài, không tạ ơn ngài nữa, không làm sáng danh ngài là ông trời, và không tạ ơn ông trời nữa. Xong cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm, họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Nhà truyền giáo Ray Carbonnke, người Đức, được mời đến một cái chương trình phỏng vấn. Có một vị phóng viên ngồi phỏng vấn người truyền giảng tin lành cho châu Phi, có những buổi nhóm mấy triệu người tới. Cái ông phóng viên kia cứ chứng minh rằng con người đến từ khỉ, con người đến từ khỉ. Ông mục sư lại nói rằng tôi tin Đức Chúa Trời nói chúng ta đến từ ngài, giống hình và tượng của ngài. Chúng ta từ sâu thẳm lương tâm biết có ông trời, chúng ta hướng về trời, chúng ta phục vụ ngài, chúng ta làm sáng danh ngài, và bởi cớ đó tôi hy sinh mọi sự sang châu Phi. Chúng ta đến từ ông trời. Người phóng viên kia nói rằng không, đến từ khỉ, đến từ khỉ, đến từ khỉ. Cãi nhau một hồi, ông mục sư đó đứng dậy. Trong khi người ta đang quay như vậy, ông nhìn ông phóng viên đó từ chân đến đầu, từ đầu xuống chân, từ chân đến đầu, từ đầu xuống chân. Và tất cả mọi người để ý xem cái ông mục sư này đang làm gì. Và ông Ray Carbonnke gật đầu nói, công nhận anh giống khỉ. Ông kia ông tức, ông nói gì đấy? Ray Carbonnke nói, tôi không xỉ nhục anh đâu, nhưng tôi đang giúp cho anh nhận ra một điều. Anh chứng minh rằng anh đến từ khỉ. Mà khi tôi nói rằng anh là khỉ, anh giống khỉ, thì anh lại tức. Như vậy cái kết luận của anh với lòng của anh ngược lại nhau. Bởi vậy cho nên nếu ai đã chứng minh rằng họ đến từ khỉ, bạn ơi, chỉ cần nói họ là đồ khỉ là rách việc rồi đấy. Còn hai thằng con tôi
nó rất là tự hào khi người ta khen nó đẹp trai giống bố. Amen. Ông Trung thấy đúng như vậy không? Đức đặt đều giống Trung. Và như vậy bố nó cũng vui, mà nó cũng vui. Bởi vậy cho nên, hỡi anh chị em, có nhiều kẻ tự xưng mình là khôn ngoan, mà thực sự những cái kết luận của họ là ngu dại. Tiếp theo, họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú côn trùng. Đáng lẽ họ phải thờ phượng Đức Chúa Trời, mà họ lại tôn con người lên thờ phượng, họ tôn chim lên thờ phượng, họ tôn thú tí xỉu dần mão thìn tì ngọ mùi thân dậu tuất thời lên để thờ phượng và côn trùng. Chúng ta không nên làm như vậy. Amen, amen, hallelujah. Hãy lắng nghe nói này. Có một người viết thư, một tin nhắn cho tôi nói: mục sư ơi, nghe bài giảng của mục sư em rất là hâm mộ. Tôi viết thư nói rằng: em ơi, hãy hâm mộ Đức Chúa Trời, đừng hâm mộ mục sư. Bởi vì nếu tiếp tục em hâm mộ mục sư thì mục sư sẽ thành hâm và tiến tới mộ đấy em ạ. Hãy quay sang người lân cận nói rằng: chớ hâm mộ con người. Ok. Và lời Chúa nói rằng đừng có bao giờ thờ phượng loài người, chim, thú hay là côn trùng. Hãy thờ phượng duy một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Và đấng đó đã sai con một của Ngài xuống trần gian. Và bây giờ hãy cùng tôi giở sách Mác. Long, sách Mác đoạn 10. Mục sư đang huấn luyện con thật là chuyên nghiệp, thay đổi luôn xoành xoạch để làm thật là nhanh. Sách Mác đoạn 10, câu số 46 cho hết đoạn. Đây nói về một con người có tên là Bartimê. Chủ nhật đầu tiên sau Tết, chúng ta sẽ cùng nhau xem câu chuyện này. Nó có liên quan tới hơi giống như Ra-bê mà chủ nhật vừa rồi chúng ta đã được nghe một bài giảng ngắn. Câu chuyện kể lại như sau. Xin anh chị em cùng nhau đọc câu chuyện này. Kế đó Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đến thành Giê-rê-cô. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi bên đường. Tiếp theo, vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Giê-xu người Na-sa-rét, người vùng la lên mà rằng: hỡi Đức Chúa Giê-xu con vua Đa-vít, xin hãy thương tôi cùng. Có nhiều người dày người bảo nín đi, xong người lại kêu lớn hơn nữa mà rằng: hỡi con vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng. Đức Chúa Giê-xu dừng lại phán rằng: hãy kêu người đến đấy. Chúng kêu người mù đến mà nói rằng: hãy vững lòng đứng dậy, Ngài gọi ngươi. Người mù bỏ áo ngoài bước tới đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán rằng: ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: lạy thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Đức Chúa Giê-xu phán: đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt và đi theo Đức Chúa Giê-xu trên đường. Phép lạ đã xảy ra. Nhưng để diễn tới phép lạ, bạn cần phải hiểu được cội rễ của câu chuyện này. Và sau đó chúng ta cùng cầu nguyện cho phép lạ đã xảy ra với Ba-ti-mê cũng sẽ xảy ra với bạn nữa. Có thể Ba-ti-mê mù mắt vật lý, nhưng có ai đó tại đây đang mù mắt về hướng đi trong cuộc sống, về ý nghĩa trong cuộc sống, đang bị khiếm khuyết một tính cách nào đó, hoặc đang bị gông tù ở trong một vòng lô lệ của tội lỗi hoặc thói hư tật xấu, hoặc sự đau khổ trong hôn nhân, sự bất hạnh trong tình cảm, sự bị ruồng bỏ cha mẹ. Tất cả những cái đau khổ đó nó giống như Ba-ti-mê vậy. Quay trở lại từ lúc ban đầu nào. Câu chuyện kể lại Chúa Giê-xu tới thành Giê-rê-cô. Có thể thành phố thời bấy giờ nó to và nổi tiếng tương đương với trung tâm thương mại của Âu Châu tại Berlin vậy. Chúa Giê-xu tới Berlin với một đám đông môn đồ đi theo. Ngài bước vào chợ Đồng Xuân. Ngài đang hướng về chợ Đồng Xuân đó, thì ở cổng chợ Đồng Xuân Giê-rê-cô đó có một người mù ăn mày. Hãy nhắc lại cùng tôi từ mù ăn mày. Thời bây giờ y học trình hình về mắt và mổ mắt chưa có. Bởi vậy cho nên nếu ai đã bị mù là dường như bóng tối vĩnh viễn cho cả một đời người 36,000 ngày. Thế ra người mù này không còn hy vọng được ánh sáng nữa. Ông ta có tên Ba-ti-mê, con của Ti-mê, bố của Ba-ti-mê, nghèo và khổ, cũng là ăn xin,
cũng là ăn xin nhưng còn có mắt để nhìn và lấy được vợ, đẻ ra được Bartime. Bởi vì cái áo ngoài mà tí nữa chúng ta sẽ đả động tới, nó là cái quyền ăn xin hợp pháp hay là cần câu cơm truyền kiếp từ đời cha để lại. Bartime mù và ăn mày. Khi Time vợ có mang, ông ta hy vọng đổi đời con trai mình. Thôi cố gắng hy sinh đời bố củng cố đời con. Bố đã khổ thì cố gắng làm sao cho con học hành tấn tới, cố gắng học gymnasium, thi vào trường đại học ở Đức này, rồi làm ăn kinh tế thật là tốt. Ông Time nghĩ như vậy. Rồi đến một ngày khi vợ đẻ ra thì thằng con trai, khi đi soi trước đó người ta nói là con trai vì ông nhìn rõ ràng thấy cái cắt tút. Ông vui lắm, ít ra là có người nối dòng dõi đích tôn. Nhưng khi đẻ con ra đó, họ giật mình báo rằng nó bị mù. Sự đau khổ lắm. Ông nói bố mày chỉ có nghèo thôi, chỉ có thiếu tài thôi, nhưng mà ít ra là còn cái tình lấy được bà vợ cũng ăn mày hay là làm cái nghề gì đó. Còn mày bây giờ mù, bất tài, nghèo thì còn ai đó lấy nữa. Bartime nhận cái áo được quyền ăn xin hợp pháp. Ở Thái Bình ngày xưa hay Thanh Hóa, mỗi lần bão, tôi không chơi xấu nữa nha, nhưng mà sự thật, mỗi lần bão trên tận Thái Nguyên, ở khu tập thể nhà tôi thấy thỉnh thoảng có những người cầm cái bị, cái gậy, ăn mặc rất là rách rưới, không biết họ ăn mày thật hay ăn mày giả, nhưng họ cứ đi lần lượt từ khu tập thể, cán bộ công nhân viên trường mỏ đi hết dãy này tới dãy khác, tay họ cầm một cái tờ giấy, chống cái gậy, cầm cái bị, và cái bị đó có thể đựng gạo, cái bị đó có thể đựng tiền, bất cứ cái gì mà người ta cho. Tay của họ cầm một cái tờ giấy, và thường đến nhà tôi đó là họ đứng ở cửa cầm cái tờ giấy đưa cho mẹ tôi. Mẹ tôi bao giờ cũng dở ra trước đọc, và cuối cùng có chữ ký của chủ tịch hợp tác xã đề nghị hãy giúp đỡ đồng bào bị bão lụt, bơ gạo hay ít tiền. Đọc xong có dấu ở đây, mẹ tôi mới vào lấy. Mỗi lần bảo tôi đó là đong gạo, đừng đong mạnh nhá, đong hết cái này về thôi. Bởi vì là vay gạo nhà người khác thì đong kiểu khác, mà trả gạo vay cho người khác thì đong kiểu khác. Mọi người hiểu không? Trả gạo cho người ta là đong hết, còn mà lấy gạo người ta để trả nợ là đong rứt, ấn một cái nữa, ấn thêm cái nữa để cho nó chắc. Giấy đó là giấy được quyền ăn xin hợp pháp. Còn Bartime được nhà nước cấp cho một cái áo ngoài, vào hàng ngày ông ăn xin, một tương lai hoàn toàn tối tăm, đúng không anh chị em? Anh chị em còn mắt này, còn sức khỏe này, còn được sang Đức nữa này, ngồi tại đây này, còn biết bằng lái xe này, còn biết tiếng Đức này, còn có anh biết này, còn có vợ có con này, còn nhìn xung quanh. Còn người mù này không bao giờ nhìn thấy ánh sáng. Ông ngồi như vậy tưởng chừng như bi đát cả một thế kỷ cuộc đời của ông ấy. Nhưng rồi có một ngày, không biết bao nhiêu đêm ông khóc thầm vì cái tuổi thanh niên cần phải lấy vợ rồi, có thể sắp xỉ chuẩn bị đến tam băm mấy nhát rồi mà vẫn chưa có vợ. Ông kêu ôi rồi ôi, sao tôi khổ thế này, dưới trời có ai có thể giúp được tôi không? Nhưng rồi có một ngày, trong khi ông đang ăn xin như vậy, tiếp theo ở câu phía dưới, Chúa Giêsu tới, câu số 47 này. Lần ông đang ngồi ăn xin, bỗng nhiên ông ngồi nghe thấy mấy cái bà cũng ăn xin ngồi bên cạnh, mà miệng đàn bà đó thì họ biết nhiều chuyện lắm. Họ ngồi ở một chỗ, mặc chuyện gì, cái gì họ cũng biết. Họ lôi chuyện từ thành phố cách đây mấy nghìn cây, từ những câu chuyện mà người ta giấu như là kim trong bị rẻ vậy, mà các bà này cũng biết, họ giỏi hơn cả Stockholm nữa cơ. Họ ngồi kể chuyện này chuyện kia, và cuối cùng họ kể một chuyện. Ê bà ơi, bà có biết câu chuyện gì không? Có một cái nhân vật tuổi cũng thanh niên ngoài 30, mà ông này giỏi lắm, tên là Giêsu từ Nazareth đấy bà. Đến người chết ông cũng làm cho sống lại nữa. Câu nói đó đã lọt vào tai của Bartime, người đã nghe nói ấy là Đức Chúa Giêsu, đã nghe về Giêsu, nghe về Giêsu cho kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ què được đi, kẻ trầm cảm được chữa lành, và kẻ chết sống lại nữa. Bartime nghe 3-4 lần rồi, bỗng nhiên giật mình. Ô, bài bà thế mù, ông ấy có chữa được lành không? Người đàn bà kia mắm mồm nói rằng
cái gì chứ, mù để chữa lành hết. Bắt đầu từ sâu thẳm lòng Bartimê ước ao được gặp Ngài, ước ao được gặp Ngài, tôi ước ao được gặp Ngài, bạn ước ao được gặp Ngài, cuộc đời được thay đổi. Bartimê cầu nguyện hoặc nói ở trong lòng rằng Giêsu ơi, làm sao để gặp được Ngài trong khi tôi mù như thế này. Và lời Chúa nói, kẻ nào trông đợi Ngài không bao giờ bị hổ thẹn. Hỡi những con người ngồi tại đây, hỡi những con người ngồi tại đây và những con người nghe sứ điệp này, không vô tình một chút nào hết. Bạn nghe hoặc bạn ngồi tại đây không vô tình, lắng nghe tôi nói này, không vô tình. Bởi vì bạn la hét như vậy cho nên ngày hôm nay bạn có mặt tại đây. Và bạn hoàn toàn được quyền lại chối bỏ những điều gì mà bạn vừa được nghe. Nhưng hãy lắng nghe một điều tôi nói rằng, bạn được quyền chối bỏ hoặc tiếp nhận. Nhưng sẽ có một ngày khi trước mặt đấng đó, bạn sẽ không còn chối cãi được, là đã có một lần bạn nghe rất là rõ ràng về Ngài. Cho nên hãy học theo tôi, tiếp nhận Ngài, càng sớm cuộc đời bạn càng đỡ khổ. Amen. Bartimê ước ao được gặp Ngài và cơ hội tới, hoàn cảnh bi đát, nghe và tin ở trong lòng chờ đợi. Kẻ trông đợi Ngài, Ngài không bao giờ để cho hổ thẹn. Và ông chờ đợi, và khi kẻ chờ đợi đó, Chúa mang cơ hội tới. Cái ngày đó tại Jericho đang ngồi bà ăn xin bình thường như những ngày khác, bỗng nhiên hôm nay tấp nập nhiều hơn. Hỏi có chuyện gì vậy? Mấy bà lắm mồm lại nói rằng, thế ông không nhìn thấy gì à, đồ mù, hôm nay Giêsu đang ở đây. Ông nói rằng, đúng rồi, cơ hội rồi, cơ hội ngày hôm nay hay không bao giờ, ngày hôm nay hay không bao giờ dành cho bạn. Kinh Thánh chép tiếp rằng, vì nghe nói ấy là Đức Chúa Giêsu người Nazareth, người vùng la lên mà rằng, hỡi Đức Chúa Giêsu con vua David, hãy thương xót tôi cùng. Hãy lắng nghe, hãy nói cùng tôi từ la lên. La lên là không phải thầm thì nhá. Nếu mà bạn đã từng đi, chúng tôi vừa rồi nói chuyện với nhà báo Hoàng Linh tại bên Budapest. Khi nói chuyện với nhà báo, ông ấy đã đưa ra một số cái dự án và cũng đưa ra một số những lời khuyên để xin tôi cho lời khuyên. Và chúng tôi nhắc lại thời kỳ bao cấp. Ông nhắc lại những thời kỳ bao cấp, tôi nói rằng nếu như trang mạng của anh mà có nhiều những góc kỷ niệm về thời kỳ bao cấp, bởi vì tiếng Việt dành cho chủ yếu những thế hệ chúng ta, và nếu như muốn cho nhiều người xem, hãy gợi lại những cái ký ức ngày xưa, gợi lại những ngày Tết thời kỳ bao cấp, xếp hàng, tem phiếu, và nhiều người họ sẽ bước vào. Rồi có một cái góc trả lời cho chuyện hôn nhân gia đình, dạy dỗ con cái, vì tại Âu Châu này tệ nạn con dần dần rời khỏi gia đình. Và trong khi nói chuyện như vậy, chúng tôi nhớ lại thời kỳ bao cấp xếp hàng. Bạn ơi, khi bạn xếp hàng mua tem phiếu, mỗi một tháng chỉ được 200-300 gram thịt. Nói thật với anh chị em, không thể thì thào được, chỗ này chỗ của tôi, chỗ này chỗ của tôi, xin lỗi ạ, chỗ của tôi mà nhỏ nhỏ như vậy nhá, đi ra ngoài cho nó xong. Vào đó là chen, hút đẩy kéo, kiểm tra lên viên gạch còn tên của mình không, hay là nó viết tên khác vào rồi. Người la lên rằng, hỡi Giêsu con vua David, xin thương xót tôi cùng. Câu 48 này, lắng nghe này. Không có bao giờ khi ước mơ của bạn muốn được thực hiện mà lại có nhiều kẻ cùng đồng hành đâu. Trước khi bạn gặp những người giúp bạn thực hiện ước mơ thì bạn sẽ gặp vô số những kẻ phá ước mơ của bạn. Thế giới này đã sản sinh ra một loạt những máy chém, chém đứt ước mơ của bạn khi nó vừa ngo ngoe lên. Bởi vậy cho nên hãy khôn ngoan, đừng bộc tạch bộc toạc kể hết cái gì mà bạn ở trong lòng có cho mọi người. Hãy khôn ngoan biết được đối tượng nào để bạn kể điều đó ra, nếu không nó sẽ bóp chết ước mơ của bạn trong trứng nước. Khi ông la lên, nhiều kẻ dây người bảo im, cái loại mày là loại mà không có công, loại mày không phải là diện thương binh liệt sĩ, không được ưu tiên, im. Nhưng xin lỗi, người la lớn hơn, hỡi con vua David xin thương xót tôi cùng. Người mù này hay không anh chị em? Có một số người trong hội thánh mà bị ai đó dày, bị ai đó la bảo im đi là bỏ hội thánh đi ngay đấy. Người ta làm tôi thương tổn, tôi không muốn ở đây nữa đâu. Còn người mù này, ông không dạy như vậy. Ông nói rằng ngày hôm nay cơ hội dành cho tôi. Mặc xác các vị, mặc xác các vị làm thương tổn,
tôi cứ bươn tới để làm gì được nào? Tôi cứ bươn tới sợ ngại để làm gì được nào? Vì nó có lợi cho tôi, nó có lợi cho gia đình tôi, nó có lợi cho dòng họ tôi. Cho nên xin lỗi các vị im, các vị cứ im. Còn tôi phải la lên, Giê-xu, con vua David, hãy thương xót lấy tôi. Hãy vỗ tay cảm tạ Ngài. Hallelujah. Câu số 49 tiếp theo. Đức Chúa Giê-xu dừng lại. Có nghĩa là Ngài đã đi ngang qua đấy nhá. Đã đi ngang qua ông ta rồi, chứ không phải là đang đi tới ông ta. Tại sao Ngài không dừng lại ngay cái anh mù đó? Bởi vì có thể ở xung quanh bên cạnh một loạt người mù khác. Chúa không thương xót hay là trả lời cho bạn bởi vì bạn nghèo hay là bạn có nan đề. Chúa chỉ trả lời khi nào mà bạn có được tin. Dòng điện đang chạy ở trên dây dẫn này, không phải dây nào bạn mắc vào đèn cũng sáng đâu. Nếu bạn mắc vào bóng đèn của bạn bằng dây thừng, xin lỗi, không sáng được. Bạn mắc vào cái đũa cũng không sáng được. Bạn lấy tóc của vợ bạn mắc vào, không sáng được. Nó có một cái nguyên tắc bóng điện sáng và dòng điện truyền qua, nó phải là bằng kim loại. Amen. Kim loại càng điện trở ít thì dòng điện đi qua càng mạnh. Còn nếu kim loại càng điện trở lớn thì nó sẽ bốc lửa cháy. Bởi vậy cho nên Chúa có một nguyên tắc, cứ nghèo, cứ khổ mà Chúa trả lời thì Ấn Độ và Việt Nam chắc là Chúa trả lời đầu tiên rồi. Nhưng tại sao nghèo vẫn nghèo, khổ vẫn khổ? Bởi vì chúng ta cần phải danh Chúa Giê-xu, cần phải có đức tin vào Ngài. Amen. Ba-ti-mê đã kêu la bởi đức tin trong lòng của ông ấy. Ngài đã đi ngang qua và định đi tiếp thì tiếng la đó đã dừng lại. Ngài đã dừng lại với tiếng la đó. Và Kinh Thánh chép tiếp rằng Đức Chúa Giê-xu dừng lại phán rằng: hãy kêu người mù đến đây. Ngài không tới đó, Ngài không đi lại người mù, Ngài đứng lại chỗ đó. Hãy lắng nghe tôi nói rằng đức tin là bạn phải bước tới, còn kẻ ăn xin là luôn ngồi một chỗ đợi người khác tới giúp. Chúa không muốn cho người mù đó mãi mãi là kẻ mù ăn xin. Ngài đứng lại để đợi. Hãy kêu người mù đến đây. Chúng kêu người mù đến. Xin trưởng lão vượng giúp tôi đưa hộ cái áo trở lại. Chúng kêu người mù đến mà nói rằng: hãy vững lòng đứng dậy. Người mù Trần Mạnh Hùng hay người mù Ba-ti-mê đang ngồi ăn xin, đang ngồi ăn xin à. Và cái Thánh chép tiếp rằng: khi Lê Hoàng Vượng và Lê Hữu Cẩn, hai anh em họ Lê, tới gặp tôi và nói rằng: mù Hùng ơi, Chúa Giê-xu đang gọi người. Kinh Thánh chép rằng: hãy vững lòng đứng dậy, người Ngài gọi người. Câu 50 để ý thật kỹ nhá. Người mù bỏ áo ngoài. Áo ngoài vừa rồi tôi giải thích nó là cái quyền được ăn xin hợp pháp. Ông ta bỏ cái áo ngoài trong khi vô số những kẻ đang ăn xin bất hợp pháp lao tới để giành giật cái áo này. Ông nói rằng: tôi ngày hôm nay không cần nó nữa. Có nghĩa là ông biết rằng sờ vào Ngài, gặp Ngài ngày hôm nay, đời thằng mù này không còn mù nữa. Mù này không còn mù nữa. Ông ta sắp xếp chương trình sẽ đi học bổ túc văn hóa này, sau bắt đầu viết chữ này, bắt đầu trở thành người đánh máy chữ này, bắt đầu sẽ lập Facebook này, bắt đầu vào mạng này, truyền giảng qua Skype này, rồi học đại học tại chức này, rồi sẽ trở thành giám đốc một cái công ty là đầu tiên để trở thành giám đốc này. Ông ta sẽ lập một cái Inbiz này, rồi sau đó là hoặc là làm thuê này, nấu nướng hồ, ông trở thành cái Inbiz này, từ Inbiz ông trở thành giám đốc này, và cứ thế ông tiến lên thôi. Thật ra ông nói rằng cái này không cần nữa, cần câu cơm truyền kiếp này không cần nữa. Sắp tới tên của con tôi không còn là bốn ti mê nữa, mà nó là rất là đê mê về trong sự sung sướng từ Ngài. Amen. Vứt ngay cái quần áo, vứt ngay cái áo ăn xin này. Ba ti mê Kinh Thánh chép rằng bước tới cùng Ngài không chống gậy. Dường như đức tin của ông ta đã nhìn thấy trước khi mắt mở rồi. Amen. Câu 51, Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán rằng, khi lại gần Chúa Giê-xu, không cần, Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: người muốn ta làm chi cho người? Anh chị em hiểu không? Khi bà đến trước mặt Ngài, phải nói chính xác bạn muốn cái gì. Rõ ràng bà người mù lại đấy, thế mà khi đứng trước mặt Chúa rồi, Chúa vẫn hỏi: người muốn ta làm gì cho người? Người Việt Nam chúng ta khổ kêu ối rồi ôi, không cầu nguyện chính xác gì hết á. Thành ra khi mà nhận được rồi nói: chẳng may, tự nhiên tôi nhận được, mình bỗng nhiên được may và không biết cảm ơn ai nữa. Chúng ta dạy con chúng ta rằng: con, ba biết con muốn gì, hãy xin ba đi, ba cho.
Nó không xin. Không, con không xin không được. Chúa nói, người muốn ta làm gì cho người, hãy cầu nguyện chính xác. Amen. Amen. Ở giữa Ukraine, khi tôi cầu nguyện cho những người bị bệnh lên phía trên này, những người Nga họ lên, người Ukraine lên, tôi cầu nguyện đặt tay cho từng người một. Có một ông ngồi xe đẩy, ông ngồi xe đẩy, và tôi thấy thời gian ít quá thì chỉ có cầu nguyện đại luôn, trong danh Jesus Christ, hãy đứng dậy bước đi. Ông nói, không phải, tôi không cần chân đi được, tôi bị đau đầu. Tôi mới học được bài học là phải hỏi họ, họ muốn cái gì. Tôi cầu nguyện cho họ hết đau đầu. Cuối buổi gặp họ nói, anh ơi, tại sao không để cho tôi cầu nguyện cho nó xong đi, bên đó ông muốn dạy ông đi thì sao, mà sao ông cản tôi. Ông nói rằng, mục sư ơi, tôi là người ăn mày ở metro, nếu mà đi được rồi ai người ta cho tiền nữa. Khổ không? Tại sao mà giấc mơ con đè nát cuộc đời con? Cái giấc mơ còn con trong đầu này nó bóp chết con người đó. Tại sao vẫn ăn xin và què chân? Bởi vì nó què ở trong này rồi, từ trong đầu đã què rồi, và từ trong này đã ăn xin rồi. Và vậy cho nên Chúa hỏi, người muốn ta làm gì cho người? Hỡi những người đang muốn kiếm chồng, hỡi những người đang muốn kiếm vợ, hỡi những người đang muốn cái phước cụ thể, bạn cần phải biết chính xác bạn muốn gì. Amen. Tôi đã từng cầu nguyện xin Chúa cho con một người vợ. Cầu nguyện mấy tháng trời, kể cả kinh ăn cầu nguyện nhá. Bạn cười, mục sư sao mà kém thế, phải kinh ăn cầu nguyện. Tôi đâu cần, tôi đâu cần. Bạn ơi, trước đó 2 năm tôi cũng vinh như vậy đấy, tôi đâu cần. Nhưng mà sau đó rồi mới biết mặt nhau. Tôi cầu nguyện và chả thấy Chúa trả lời gì. 2 tháng liền cầu nguyện. Và có một lần tôi đến gặp Chúa, Chúa ơi, tại sao ngài im lặng? Chúa nói với tôi, mọi người muốn nghe không? Hỡi những người muốn kiếm vợ, kiếm chồng, hãy lắng nghe cụ thể này. Bài học xương máu thực tế đây. Chúa nói với tôi rằng, vợ nào? Ngươi chỉ nói xin một người vợ, đưa bà 80 đến lấy không? Nhá. Từ đó tôi mới hiểu ra một nguyên tắc rất là đặc biệt mà Chúa hỏi Bartimê. Người nói, hãy thương xót lấy con. Thương xót cái gì? Xin tiền à? Để xây nhà đúng không? Xin một người vợ để chăm sóc ngươi cơm cháo mỗi ngày đúng không? Muốn cái gì? Ông Bartimê đứng như vậy bảo, cái ông này không biết mù sao mà hỏi. Có nhiều người mù mà lại xin cái khác đấy. Thầy ra cần phải biết chính xác muốn cái gì. Amen. Amen. Thầy ra tôi năm 97 tôi đã đến với Chúa hỏi ngài trực tiếp, Chúa ơi, hãy chỉ cho con là ai, sự kêu gọi của con cụ thể như thế nào, vì con biết rằng vợ của con sẽ hợp với con phải biết con là ai, sau đó mới biết vợ con như thế nào. Và bắt đầu từ đó tôi đã ghi ra được những điểm mà ngài chỉ cho tôi biết vợ tôi sẽ là ai. Nồi nào thì có vùng đấy, nồi méo vùng méo, xoay xoay rồi nó cũng vừa, miễn là biết bạn là ai. Hãy vỗ tay cảm tạ được Chúa Trời. Hallelujah. Người muốn ta làm gì cho ngươi? Người mù thưa rằng, lạy thầy, xin cho con được sáng mắt. Rất là cụ thể chưa? Bạn cụ thể không à? Bạn xin tiền. Tôi nói với bạn, tôi thách bạn một điều này. Hãy viết ra giấy cụ thể số tiền 631.50 sen. Hãy cầu nguyện chính xác như vậy. Ở đường chung chung thì 651 thì làm luôn 1000 đi cho xong. Không. Bạn cầu nguyện thật là chính xác. Tôi đã từng có kinh nghiệm đó năm 93, xin Chúa tiền về phép. Tôi cầu nguyện chính xác $600 để mua vé về phép. Không ít hơn, không nhiều hơn. Tôi nói rõ ràng rằng hãy cho con đúng số tiền đó. Nhiều hơn, con không tin đó là từ ngài. Ít hơn, cũng không tin đó là từ ngài. Đúng 600. Câu chuyện đó để dịp khác tôi giảng. Còn ngày hôm nay quay trở lại, Chúa hỏi, người muốn ta làm chi cho ngươi? Ngay trong lúc bạn đang ngồi nghe giảng đây, hãy xét lại đức tin của mình. Xem lại xem bạn có hay cầu nguyện chung chung không. Khi cầu nguyện chung chung không bao giờ Chúa nhậm lời. Cầu nguyện chung chung, Chúa sẽ ban phước chung chung. Cầu nguyện chính xác, Chúa sẽ ban chính xác. Bạn bây giờ thử nói, xin mời ông Cần lên phía trên này. Ông Cần quay lưng phía này. Bây giờ ông Cần nói rằng, mục sư ơi, hãy gãi ngứa cho tôi. Mà xin tôi chung chung. Mà ngứa chỗ nào ông không hề nói nhá. Tôi cứ này. Là có khổ ông không? Ông mục sư ơi, gãi ngứa cho tôi. Cái tôi gãi ngứa. Vừa mất thời gian của tôi,
vừa làm khổ ông Cẩn. Và bây giờ chỉ cần tôi đặt tay nào, lên xuống, lên xuống. À, gãi một phút là xong, chưa cần một phút, nửa giây là gãi xong. Ok, xong, đi về. Nhớ trả tiền nhé. Ok, bởi vậy cho nên hãy nói chính xác nhu cầu của bạn. Khi bạn chưa rõ nhu cầu chính xác, hãy tìm hiểu thật chính xác, viết ra giấy để cho bạn khi cầu nguyện không bị lộn xộn. Sau đó, trước mặt Chúa đọc chính xác cái đó, ghi ngày tháng bạn xin. Và lúc Ngài trả lời, hãy ghi ngày tháng Chúa trả lời. Hãy làm một quyển nhật ký hỏi và trả lời. Xin và nhận. Chúa, cuối năm bạn sẽ nhìn thấy nhiều phép lạ Chúa làm lắm. Amen. Hãy vỗ tay cho Đức Chúa Trời chúng ta. Hallelujah. Đức Chúa Giêsu phán, đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành cho ngươi rồi. Chúa không nói đi đi, ta chữa lành cho ngươi. Mà Chúa nói rằng, đức tin ngươi đã chữa lành cho ngươi rồi. Đức tin ngươi đã chữa lành cho ngươi rồi. Điện từ thành phố luôn luôn có. Bóng điện sáng bởi vì cái dây cắm đó. Dây cắm cắm vào nguồn điện. Chúa nói rằng, bởi vì đức tin của ngươi đã cắm vào nguồn điện cho nên ngươi đã được sáng mắt rồi. Bạn ơi, quyền năng của Chúa không hề thay đổi, vẫn tiếp tục như 2000 năm trước tại đây. Hãy dùng đức tin của mình cắm vào Ngài. Cắm bằng cách nào? Giêsu, con đua vua David, hãy thương xót lấy tôi. Hãy nghe về Ngài và từ cái nghe đó tạo ra đức tin cho bạn. Mỗi một ngày Chủ nhật bạn đến đây để có đức tin nhiều hơn đó. Amen. Nào, xin mời. Hỡi những người Ba-ti-mê trong quả kép và cả không Ba-ti-mê nữa, hãy đứng dậy cầu nguyện nào. Tức thì người mù được sáng mắt và đi theo Đức Chúa Giêsu trên đường. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với Chúa cầu nguyện nào. Hãy cầu nguyện bằng tấm lòng của mình và biết rằng bạn đang cần Chúa. Mỗi chúng ta luôn luôn tìm được một điều gì đó mà cần sự tiếp trợ của Ngài. Hallelujah. Tôi để cho bạn một vài chục giây, một vài phút để bạn suy nghĩ về nhu cầu của bạn, vẫn cầu nguyện chung chung đó. Và sau đó chúng ta sẽ đến với Chúa cầu nguyện. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con. Chúng con tôn cao danh của Ngài. Hallelujah, Chúa yêu dấu ơi. Chúng con thờ lạy Ngài. Thờ lạy Ngài. Chúa đã làm phép lạ trên đời sống của Ba-ti-mê. Khi ông ta kêu la với Ngài, mỗi một thói hư tật xấu của chúng con tại đây, chúng con thổn thức kêu la và mặc cảm trong đêm tối, chỉ có Ngài nhìn thấy những điều đó. Và đây là tiếng kêu la từ sâu thẳm lòng của mỗi chúng con tại đây. Giêsu, con đùa vua David, hãy thương xót lấy con. Chúa chắc chắn Ngài nhậm lời. Ngài đã từng nhậm lời Ba-ti-mê thế nào, sẽ nhậm lời con cái Chúa tại đây như vậy. Mỗi một nhu cầu, hãy nói đúng tên. Bạn biết chính xác cái nhu cầu đó là gì, hãy nêu ra trước mặt Đức Chúa Trời. Hallelujah. Và sau đó tôi sẽ cầu nguyện cùng với bạn. Tôi sẽ cầu nguyện cùng với bạn. Không phải chỉ những con người đang đứng trong căn phòng này, trong hội thánh buổi sáng Chủ nhật này, mà kể cả những ai mà bạn đang xem chương trình này. Hãy nhớ xem nhu cầu chính xác của bạn, và Chúa sẽ trả lời chính xác cho bạn. Chúng tôi chờ đợi những thông tin, những lời làm chứng mà Chúa sống của tôi và bạn trả lời. Chúa không bị điếc tai, Ngài không bị mở mắt để không nhìn thấy nhu cầu của bạn. Ngài tạo dựng ra mắt cho bạn để nhìn thấy con của bạn vấp ngã. Ngài tạo dựng ra đôi tai cho bạn để bạn nghe tiếng kêu cầu của con bạn. Ngài tạo dựng ra tay của bạn để biết ôm con mình khi nó ngã, biết giúp đỡ vợ của mình, ra chân cho bạn để chạy tới những lúc mà các con gia đình của mình gặp khó khăn. Huống chi Ngài lại không có những điều mà Ngài đã ban cho bạn sao? Ngài luôn lắng tai nghe cầu nguyện của bạn, mắt của Ngài luôn nhìn thấy bạn. Và ngày hôm nay tại đây, nào chúng ta hãy đến với Chúa, giơ cao tay của mình lên nào. Lạy Cha yêu dấu của chúng con, trong danh cứu Chúa Giêsu, chúng con tới với Cha cầu xin những điều gì mà mỗi một người cha, người mẹ đang đứng tại đây, mỗi một người chồng, người vợ, mỗi một đứa con, mỗi một người anh, mỗi một đứa cháu, mỗi một người chị, người em đang cầu xin, trong danh Chúa Giêsu Christ, xin chính Cha hãy trả lời cho chúng con những điều đó. Bố mẹ chúng con chưa tin Chúa Giêsu, anh chị em chúng con đang bị bệnh tật, con cái chúng con đang ở trong bệnh viện cần cấp cứu và chữa lành, hãy đáp lời sự cầu nguyện của chúng con như Ngài đã đáp lời Ba-ti-mê. Chúng con cảm tạ Chúa, sự ban ơn của Ngài trên mỗi chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa
Chúa yêu hết thảy anh chị em.